200 triệu mấy tháng tiền lãi đấy, ai người ta nấy. Alo, Dạ, con đang nghe, con nói đi. bây giờ tôi nói cho cụ nghe này. Thúy Kiều ngày xưa nó bán mình, nó chuộc cha. Thúy Kiều bán mình chuộc cha là Thúy Kiều. Cụ phải nghe đây này. Nhà thơ Nguyễn Du người ta viết là một thai nghiêng nước nghiêng thành, là sắc đành đọa một thì tài đành đọa ai nhá. Làn thu thủy nước sân so sơn son, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Đẹp như da trắng như tuyết, da đen thế. Thì nó bị bỏ công nó bán mình chứ. Thì cụ đi bán mình, cụ 64 tuổi, cụ bán mình thì ai người ta mua mình là cụ ơi. Tôi xin phép mà các cháu và xin phép cộng đồng mạng để cho tôi nói vài câu về cái cháu Tuyền, mấy cái ông năm sầu riêng ấy. Thì bây giờ cô bảo các cháu này, cái cháu Tuyền này, cháu hư lắm cháu ạ. Cháu không được phép như thế, làm người phụ nữ Việt Nam. Cháu làm mất hết tất cả cái hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đi. Từ trước đến nay cha mẹ cháu đây, các cô đây đứng là tuổi chị, tuổi cha, tuổi chú, tuổi bố mẹ các cháu rồi. Các cháu không được phép như thế. Người phụ nữ Việt Nam người ta phải công dung ngôn hạnh trong chống Mỹ, chống Pháp, chống Mỹ. Các cuộc chiến tranh người ta đều là anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Thế bây giờ các cháu mới lớn lên này không biết những cái chiến tranh như thế. Nhưng các cháu bây giờ là phải đảm việc nước, giỏi việc nhà, để xây dựng tổ quốc phồn vinh, gia đình hạnh phúc. Thế tại sao cháu lại hư thế? Thế cháu thì cứ lên mạng để yêu người này, yêu người khác. Cháu cảm thấy nếu mà thiếu tình cảm thì cháu yêu ai để yêu nó thầm kín, hay là ra cái vườn sầu riêng đấy mà nói chuyện, thế sao lại đưa nhau lên mạng thế này? Là một, hai là cháu làm hư hỏng, mà tôi trước hết trước tiên đã, cháu cô nói này, cháu làm hư đưa lên mạng làm hỏng hết gia đình nhà cháu, đã hỏng đàn con của cháu rồi. Các cụ người ta đã nói rồi, đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Thế bây giờ nhà nát đi không là do người đàn bà. Thế cháu đã có chồng, có con, có con, có cái rồi. Thế mình phải giữ lại cái sĩ cho con cái chứ. Thế để đến lúc bây giờ phải xây dựng gả chồng cho các con. Thế bây giờ nếu như có muốn xây dựng gả chồng cho các con, nó đến cái chỗ là ra đầu ra đuôi. Những người ta nhìn thấy cháu như thế này, người ta cũng bảo ôi tưởng con nhà ai, cái con nhà ai mèo mả gà đồng. Người ta phải muôn đăng hậu đối, người ta không thông gia với cháu. Để các con cháu mà lấy vào cái chỗ nó không ra thế nào. Cho nên là cháu đừng có lên mạng để mà kiểu làm những cái nố năng ở trên mạng, ở cháu đi kiểu khiêu dâm ra. Thì cho cái ông già rụng hết cả hai răng rồi rồi, rụng hết cả hai hàm răng, còn có một hai cái răng mà cháu gọi bằng anh, cháu bắt chân bắt tay, cháu hôn nít người ta. Thế rồi cháu là thế nào? Làm hỏng hết đàn con cháu đấy nhá. Thì không được đâu, như thế là không được đâu nhá. Các cháu đừng làm hư các con các cái, mà làm nhiễu trên cộng đồng mạng. Bức xúc quá. Là một, hai, đấy là về bản thân cháu. Bây giờ cháu phải từ giờ đi là cháu thôi, cháu cảm thấy cháu yêu ai nhá, quý ai, cháu yêu hẳn với một người thôi, mà yêu hẳn với một người nó bị thầm kín kín đáo đấy. Mình đi ra cái vườn sầu riêng người ta mà nói chuyện thì sao lại đưa nhau đến mạng để làm gì, và để làm hỏng hết đàn con thì cái thế giới các cháu, cái 9x 8x bây giờ đây này. Thế còn hai nhá, còn vấn đề cái cụ lâm sầu riêng ấy, cháu nói cho alo, cháu có Dạ nghe không? dạ dạ con đang nghe, con nói tiếp đi. Dạ Thế rồi bây giờ nhá, còn cái cụ năm sầu riêng ấy, chúng tôi nói cho cụ nghe này, cụ bây giờ cụ già rồi, cây cao bóng cả, mình là hội người cao tuổi rồi thì mình phải thế nào để cho con cháu nó học cây cao bóng cả. Thế sao này người hội người cao tuổi nó phải thế nào, chứ sao này cụ này vớ vẩn thì cụ cứ lên mạng này, thì cảm thấy cụ vợ chết hay vợ bỏ, hay cụ thì cụ yếu chủ thương ai, cụ yêu ai, cụ yêu tìm hiểu nó một người, bảo con cháu mày đi đội lễ cho bố, nó hỏi về cho ông tử tế. Thế sao ông đến lên mạng quấy nhiễu cộng đồng mạng thế này? Chúng tôi nhìn thấy chúng tôi bức xúc quá, không chịu được. Bên ngoài dân thủ đô Hà Nội thì người ta bảo bà bức xúc quá, bà nên thay đồ thay mặt chúng tôi, bà lên mạng bà nói đi. Thế sao ông này già ông mất nết thế? Bây giờ già rồi mình muốn lấy vợ lấy chồng, muốn lấy làm ông làm bà thì cứ thầm kín kín đáo ở ngoài đời thế này, đầy người người ta tìm thì không phải đưa lên mạng, ông hiểu chưa? Thế còn từ sau từ giờ đi ông đừng lên mạng, ông quấy nhiễu ở trên mạng nữa cô ạ. Con này cô đấy, hai cái người thế. Còn nhân diện đây nhá, nhân diện đây để con, để tôi thay mặt tôi nhắc cả mấy các cái cụ già mất nết nữa. Các cụ già còn 65 68 60 65 68 70 73 74 75 gì đi tuyển chồng, lên mạng tuyển chồng nữa. Thôi thôi, tôi van xin, tôi nạy các cụ,
các cụ già rồi, bây giờ già là phải ấm cháu du con nhé, già đâu già ước con non trái mùa ấy. Thế già rồi là phải lên chùa tụng kinh lễ Phật, rồi rỗi ngày nào thì người ta đi đánh cầu nông, đi đá bóng. Thế rồi rỗi thì ở nhà cắm con cắm cháu, ở mấy con cháu không sướng hơn à? Thế già rồi việc gì mà phải đi 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 hầu ai nữa, phải đi tuyển vợ tuyển chồng để hầu ai, còn cái vệ gì nữa. Các cụ bây giờ chỉ cái tuyển cái cỗ quan sáu với cái bình oxy thôi nhá, đừng có nghĩ đến tuyển chồng nữa, còn cả một cái cụ 64 nữa. Thôi tôi nạy cụ nhân thể đây, tôi nói ôi giỏi ôi, cụ 64 tuổi rồi cụ ơi, cụ đừng nên cụ bảo tuyển chồng này. Ai nấy cụ thì 200 triệu với mấy tháng tiền lãi đấy, ai người ta nấy. Alo. Dạ, con đang nghe, con nói đi. Bây giờ tôi nói cho cụ nghe này. Thúy Kiều ngày xưa nó bán mình, nó chuộc cha. Thúy Kiều bán mình chuộc cha là Thúy Kiều. Cụ phải nghe đây này. Nhà thơ Nguyễn Du người ta viết là một thai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đọa một thì tài đành đọa ai. Làn thu thủy nước sân so sơn son, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Đẹp như da trắng như tuyết, da đèn thế. Thì nó bị bỏ công nó bán mình chứ. Thì cụ đi bán mình, cụ 64 tuổi, cụ bán mình thì ai người ta mua mình à, cụ ơi. Bực quá cụ ơi. Mà cụ đừng lên cộng đồng mạng, khổ quá, cụ làm xấu hổ các con, các cháu nhà cụ nó đâu. Thế bây giờ nhá, để tôi nói cụ. Tôi đây nhá, tôi có hơn 20 tuổi, chồng tôi mất. Tôi đứng lại năm nay hơn 40 năm rồi, năm nay tôi 70 tuổi, tôi nuôi con tôi. Thế bây giờ các cháu nó trưởng thành khôn lớn, nó thành đạt đấy, nó chả gì. Vậy là nhà nầu xe hơi thì không có, như tôi nhà tầng xe hơi đẩy, 3-4 cái nhà tầng, 3-4 cái xe hơi. Thế bây giờ tôi nói cụ nghe này. Người ta nói là các cụ để lại những câu tục ngữ ngày xưa nhá. Đàn ông thì xây nhà, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nát nhà hay không là do người đàn bà. Người đàn đã làm người đàn bà, chồng chết thì phải thờ chồng nuôi con nhá. Mà chồng mà bỏ thì phải nuôi con giữ của. Các cụ lại nói tiếp cái câu nào. Trời mưa bong bóng bập bồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai. Con đói thì con ăn khoai, chớ ở với chú bác, biết tai nắng giềng. Con đói thì con ăn khoai. Thế thì người chồng nó bỏ mình rồi thì mình cứ đứng lại nuôi con giữ của. Đầy ngoài phố nhà tôi đây. Đấy, tất nhiên đàn ông là không phải ai người ta hư, người ta tử tế, nghìn người vạn người mà có một vài người nó hư thế thôi. Cờ bạc giai gái, có tiền thì đi với gái. Đi xây nhà cho gái, nhưng hết tiền gái nó đuổi, người ta lại quay về. Nhưng mình là người phụ nữ, mình vẫn đứng lại nuôi con, quay về lại bảo, thôi mẹ mày, cho anh xin lỗi để anh làm lại cuộc đời. Thế thì có phải là bây giờ các con cũng vẫn được đấy, mà bây giờ các bà vẫn được, chồng mà các con vẫn được, đầy cạnh phố nhà tôi đây này. Thế nhưng mà ngược lại, chồng người ta bỏ bà lại bảo mày đi lấy vợ, mày bỏ thì tao đi lấy chồng. Thế bà bỏ các con, các bà nó ra xã hội tệ nạn, nó không có người giáo dục nó vào cái tệ nạn xã hội. Thế thì làm sao mà giữ được dân giàu, nước mạnh, tổ quốc phồn vinh, gia đình hạnh phúc. Lát thì không là do người đàn bà. Còn nhá, tôi nói câu này cộng đồng mạng thông cảm cho tôi, không phải là tôi rong túng thế giới đàn ông nhá. Thế giới đàn ông người ta tốt lắm chứ, mình bàn vàng tốt lắm chứ. Nghìn người mới chỉ có một người, vạn người có một hai người. Người ta hư, như các cụ để lại câu tục ngữ là nằm trai năm thê bảy thiếp, nhưng nằm gái chính chuyên vẫn chỉ có một chồng, không được phép đi lấy chồng nhá cụ nhá. Đến năm nay cụ 64 tuổi mà cụ bảo ai giả cho cụ 200 triệu, hơn 200 triệu rồi cụ sẽ gọi làm chồng. Anh đi vào, anh đi đâu em đi đấy, anh đi xa em đi xa, anh đi gần em đi gần. Thế sao cụ này thế? Thế tài sản của cụ là ba đứa con trai. Thế bây giờ theo như tôi, như cụ nha, tôi nhá, cụ phải giữ lại cái tổ ấm của cụ, mà cậy chồng nó bỏ đi thôi. Bảo ba đứa con này đi làm đấy, khu công nghiệp Bình Dương đấy, nó to đấy, ở đâu chả có, Hà Nội đây đầy đấy này. Mỗi tháng các cháu nó rẻ nhất là nó có 6 triệu, còn nếu như không có là cứ 7 triệu mới 8 triệu một tháng. Mà không có thì người ta làm thêm thằng 10 triệu, nên cứ nói cái giá 7 triệu mới 8 triệu công nghiệp. Nhưng ba cái đứa con trai nó đi làm chỉ một năm là nó giả nợ cho cụ thôi, ok luôn. Thế nếu còn cụ, tôi nhìn cụ khỏe lắm. Cụ cứ thích làm, cụ ra cái trong ấy thế nào, như ngoài này Hà Nội này đấy, cái khu trung tâm môi giới việc làm, nộp đơn hồ sơ lên lịch vào giám đốc cái người ta tuyển ngay. Như cụ vẫn đi quét nhà cắm trẻ con, tháng được 8 triệu, 3 năm cụ giả là hết nợ. Thế việc gì mà cụ đi lên cộng đồng mạng để xôn xao cộng đồng mạng ra, rồi làm hư hỏng tất các cháu bây giờ, các cụ như thế. Đấy, tôi khuyên cụ thôi, nạy cụ đừng lên mạng tuyển, cụ đi hết kênh này kênh khác tuyển.
ai người ta giả nợ cho cụ đâu mà người ta nói xúc phạm đến cụ quá. Thôi cụ ơi, thế nghe thấy tôi, alo, cháu có nghe không? Dạ, con đang nghe, con nói tiếp đi, con đang nghe nè. Dạ. Alo, à ừ, thế rồi, đấy nhá, còn tôi nói cụ nghe này, cụ nên mạng hết kênh này kênh khác, người ta nói xúc phạm đến cụ quá. Tôi thì tôi không nói, tôi không xúc phạm gì đến cụ đâu, tôi vẫn rất tôn trọng cụ. Tôi vẫn rất tôn trọng cụ, nhưng mà ở trên mạng, đã đưa nhau lên mạng là nhiều thứ, có người thì nọ người kia, người ta có người ta người nọ người kia, có người người ta bảo cụ là như cái con hà mã, có người người ta bảo cụ là như là con muối chúa, có người ta bảo như là con ếch mả, đấy người ta nói xúc phạm đến cụ đấy, thế có nhục không? Thì tốt nhất là cụ đừng lên mạng nữa, cụ đừng nói cái gì nó về, bảo các cháu nó đi làm cái khu công nghiệp Bình Dương đấy, chắc đấy đâu chẳng có công nghiệp mà làm mà giả nợ, đừng lên mạng tuyển chồng tuyển vợ, làm mất hết người phụ nữ Việt Nam. Còn cả các cái cụ nọ còn có một cái kênh nào tôi không nhầm, tôi không quên mất rồi, cái cụ 74 tuổi bảo cháu nằm mối cho cô, cái ông nào năm nay cụ 74 thì bảo thế, cụ 74 cụ già rồi phải nằm mối cho cái cụ. Alo, cháu có nghe không? Dạ dạ, cô nói tiếp đi, con đang nghe đấy. Cô cứ tiếp tục đây nhá. Dạ. Alo, thế này con bảo này, có cái cụ 74, cụ bà 74 tuổi rồi, cháu nằm mối giới thiệu cho cô Việt Kiều càng tốt nhá. Việt Kiều tốt, nên nếu không có Việt Kiều thì bảo thì bây giờ cụ 74 rồi, phải giới thiệu cái cụ 75 hay cụ 80 thì người ta già rồi làm ăn gì. Bảo ôi trời ơi, già rồi tôi chỉ cần ủi thế cũng được. Ủi thôi cũng được. Thế bảo thế người ta già ta chả ủi được thì thế nào? Thế thì tôi chỉ cần tối tôi chỉ nhìn thấy cái là tôi đi ngủ rồi. Thế sao cụ già mà cụ mất nét đấy? À, người cao tuổi sao cụ này già này cụ đi hưu thế? Cụ bảo cụ trông thì không ủi được thì cụ chỉ trông thấy cái thì tôi đi ngủ mới ngon. Thế cụ già rồi cụ là kiểu gì? Hả? À, cụ nằm hư hỏng hết con cháu. Cụ ở cái tuổi 74, 75 rồi cụ phải biết. Thế phụ nữ thế kỷ 20 nhá. Cụ biết cụ trải qua rồi đấy. 4 cuộc chiến tranh. Chống Pháp, chống Nhật, chống Mỹ, chống Tàu. Đều Việt Nam đều thắng hết. Có một phần không nhỏ của những các của phụ nữ Việt Nam nhá. Thế bây giờ mình được sống ngày hôm nay độc lập tự do thế này là mình phải ơn, nhớ ơn các mẹ, các chị ở cái thế kỷ 20 nhá. Đấy, của phụ nữ Việt Nam thậm chí người ta còn đưa lên những cái bài hát, nhạc sĩ ta đưa những cái ca khúc rất hay. Cô gái Sài Gòn đi tải đạn này. Rồi cô ba dũng sĩ quê ở Trà Vinh, chị hai năm tấn quê ở Thái Bình, hai chị em trên hai trận tuyến, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang nhá. Thế rồi là về bến Ninh Kiều thấy chàng đợi người yêu, em xinh tươi trong chiếc áo bà ba. Thế sao người phụ nữ Cần Thơ người ta đẹp thế, thế kỷ 20 người ta đẹp thế, người ta đội mũ tay bèo, người ta mặc áo bà ba, vác súng rồi đi, còn đi chiến đấu với cách mạng. Anh cứ đứng đấy mà anh về bến Ninh Kiều thấy chàng đợi người yêu, chàng cứ đợi đi như các cô còn đi chiến đấu đã. Các cô chưa nghĩ đến chuyện gia đình người yêu. Đấy. Thế rồi tôi... Vâng. Để tôi nói cho các mẹ, các chị, các cụ nghe. Thế còn... Còn những một số... Tất cả trong 4 cuộc chiến tranh rất khổ. Các mẹ, các chị, cả đội biệt động Sài Gòn nữa. Đội phụ nữ biệt động Sài Gòn nó tra tấn, nó rút trùng cọp. Nhục nhằn, cay đắng, có khổ. Rồi chị Võ Thị Sáu, chị Võ Thị Thắng, chị Út Tịch. Rồi là người mẹ cầm súng đây 5 đứa con. Rồi chị Tư Hậu, rồi bà Bình, bà Định, dáng đứng Bến Tre. Bến Tre Đồng Khởi, người con gái Đồng Khởi, Bến Tre đấy. Toàn phụ nữ nằm lên Đồng Khởi nhá. Thế rồi là chị Can Nịch. Thế rồi là nhiều, ngoài Bắc này thì là vân vân và vân vân. Ngoài Bắc này thì có 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc. Người ta từ 10, tuổi đời từ 17 đến 22, người ta hy sinh, người ta nằm lại ở đó. Chị Ngô Thị Tuyển vác hai hòm đạn chiến đấu với kẻ thù 100 cân, nặng hai gấp hai mình trên kẻ thù. Còn điển hình nhất, các bà, các mẹ, các chị nghe đây, mắt tôi chúng tôi nhìn thấy chị Trần Thị Lý nhá, đưa ra Hà Nội này, chị còn có 25 cân ở bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, 25 cân mà đến khi trên người chị nó tra tấn gần 50 vết thương, các bà mới được này, chị nó cắt hết hai đầu vú, dập nát 10 đầu ngón tay, tra điện vào sông vào bộ phận máy sinh dục, chảy máu từ trong để ra, trên người xẻo từng miếng thịt, chị không nói được, tỉnh không tỉnh được. Bao nhiêu ngày sau chị nói được thì chị không nói được, chị viết vào tờ giấy và sao nó xẻo nhiều miếng thịt thế này, chị nói là nó nung kìm đỏ, nó nung rồi kìm đỏ xong nó cặp vào thịt, nó xẻo xẻo, nó rứt ra từng miếng đấy. Đến mức độ như thế chúng tôi đau xót quá, mà bây giờ các chị vẫn đi theo cách mạng, các chị mới thắng. Đến khi đó
mấy trăm đoàn từ Bulgaria, Hungary, từ các bạn các nơi đến thăm người con gái Việt Nam, người ta đều phổ biến người con gái Việt Nam thế kỷ 20 là anh hùng bất khuất, dũng cảm quá, gần 50 vết thương như thế này, ta ca ngợi người phụ nữ Việt Nam. Đấy, nhà thơ Tố Hữu đến tận đầu giường khi nhà thơ Tố Hữu viết là điện giật rồi đâm dao cắt nửa nung nhưng không giết được em người con gái anh hùng. Tỉnh lại em ơi, em đã sống bởi vì em đã thắng. Cả nước bên em quanh giường nệm trắng hát cho em nghe tiếng mẹ ngày xưa, sông Thu Bồn giọng hát đò đưa. Đấy, nhà thơ Tố Hữu viết đấy. Người cả thế giới người tân phục, khâm phục người phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang, công dung ngôn hạnh. Thế tại sao cụ này bây giờ cụ già rồi, cụ ở cái tuổi trước cụ này tuyển chồng cụ phải cụ chấp thì cái của mình ngủ được nó thế nào, cụ làm hư hết các cháu cái đứa tuổi trẻ này này đấy. Còn nhiều cụ nữa nhá, đấy tôi chỉ nói qua vài cụ nữa, cái cụ 64 mấy cái cụ 74 nữa, các cụ đấy thôi mà lại còn tôi nghĩ cái nguồn cơn mà đi lên cái nhà lưu trú ngồi cứ phơi mặt tất ra đấy để chờ các cháu nó ít tuổi bằng tuổi con rồi cháu mình để nó đến lượt nó phỏng vấn. Thế thì làm bằng chết hết phụ nữ ở Việt Nam là chết hết đàn ông à? Người phụ nữ đi tuyển mấy cái ông già, tuyển làm gì vậy cái ông già, đống xương ấy. Nên thôi nhân tiện đây, tôi chỉ nhắc thế thôi, tôi xin các mẹ, các chị làm ơn, làm phúc. Tôi bây giờ đi, ở mấy con cháu cho nó vui cửa, vui nhà. Đừng có nên để mà tuyển chồng, tuyển còn các cụ ông cũng thế. Các cụ ông già rồi còn cái vị gì nữa. Ở nhà mấy con nếu mà có phải ốm đau thì các con nó tuyển cho bình oxy mấy cố gỗ thì có phải sướng hơn không? Thế bây giờ cụ và cụ lấy ông bà nọ và kia ở đấy, ông bà lấy nhau đi ra ở với nhau nó cho chết luôn đấy. Tai biến nằm đấy nó cho chết luôn đấy, nó không có bình oxy đâu nhá. Đấy. Nên các cụ quá, thôi tôi chỉ nhắc các cụ một lần là như thế. Thế còn này, bây giờ thì để cho tôi cháu năng thang Sài Gòn, cháu nên cộng đồng, đồng mạng cho cô. Để hút cô để đưa các bà mẹ, các bà chị mất nết. Từ giờ đi không được nên tuyển những cái bà già, ông già. Không được nên tuyển vợ, tuyển chồng. Nó đừng nên nó tìm hiểu nhau thì tìm hiểu ngoài đời ấy. Thế có gì để cô chào cháu. Và cô chào cộng đồng mạng. À, tôi xin chào cộng đồng mạng. À mà tôi nhắc cộng đồng mạng một câu này. Thôi cộng đồng mạng ạ. Tôi cũng xin cộng đồng mạng. Rồi nắm cái chuyện như là cái ông tuyển mấy năm sầu riêng ấy. Thế là chuyện cái bà mà, bà cụ mà bà tuyển 200 triệu người ta bức xúc. Có những người người ta nói quá, thì thôi cộng đồng mạng ai mà bức xúc thì nói cái gì thì nói, nhưng mà đừng nói nó thiếu văn hóa, nó bức xúc thì nói thiếu văn hóa quá, xong để các cháu ai này, các cháu nó học được, các ông, các bà, các mẹ xong rồi không dạy được. Đấy, bây giờ ở thế này này, cộng đồng mạng biết, thời chống Mỹ làm gì có mà bây giờ các cháu kia mới cấp 2 mà nó yêu nhau mang thai ở tuổi 15. Mấy tuổi 14 mang thai, 12 mang thai có khổ không? Vì hư nó cứ giậm giật, các bà cứ tớn lên. Rồi giậm giật đi lấy chồng cứ tớn lên. Đây, tôi ngồi với bà bạn tôi đây, có một đứa cháu này, nó học, mới học cấp 2, nó mới có 15 tuổi rưỡi. Nó bảo bà, vâng, nó bảo này chứ, nó bảo ngay trước mặt của tôi, nó bảo bà, cuối năm nay cháu có người yêu rồi, cuối năm nay cháu cho bà lên chức cụ. Mày náo. Mày học đi cho nên người. Thì bây giờ đến năm 10, kể cả nhà nước người ta bảo trai 20, gái 18 mới đến tuổi, mày 15 tuổi mày dinh con cái gì. Nó bảo ôi, các bà, các cụ, toàn các cụ ông, cụ bà nên mạng tuyển vợ, tuyển chồng âm ầm, cái mà chúng cháu không biết tuyển à. Đấy, có khổ không? Đấy, nó nói ngay trước mặt, nó giả nòi ngay mặt chúng tôi là như thế. Thế là một, hai là bây giờ các bà, các chị, các mẹ. Thì thôi đừng nên tuyển vợ tuyển chồng nữa, mà để sau này để ảnh hưởng đến các cháu, không dạy được các cái cháu, mà cứ xin cộng đồng mạng dẹp được cái chuyện này đi, chứ nếu mà không dẹp được cái mối mà tuyển vợ tuyển chồng mới nên để khêu dâm thì chứ như là kiểu mua dâm bán dâm ở trên mạng này ảnh hưởng quá thôi, ảnh hưởng đến các cháu cấp 2, cấp 3, nhà ai có con cấp 2, cấp 3 giờ hỏng hết, không dạy được rồi thì làm sao mà dân giàu nước mạnh được, tổ quốc nó phồn vinh thì gia đình phải hạnh phúc chứ. Thì bây giờ để cho các cháu nó học nên đi đại học, xong nó ra công an, bộ đội, giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ thì dân mới giàu được chứ. Thì bây giờ 13 tuổi, 12 tuổi đã đẻ rồi, 14 tuổi đã đẻ con rồi, ở nhà ôm được con chứ không biết dân giàu nước mạnh gì, xong lại càng tệ nạn xã hội, lại càng khổ. Thế nên là tôi yêu cầu
cộng đồng mạng hay các cấp vào cái cuộc, bên văn hóa vào cái cuộc này, không để cho như cái cảnh mà cái cô Tuyền với cái ông Năm Sầu Riêng mà nên để nhiễu cộng đồng mạng, còn một số các cụ già nữa nhiễu. Đấy, thế thôi, cuối cùng một lần này tôi cô chào cháu và cô, tôi xin chào cảm ơn cộng đồng mạng để ý lời nói của tôi nhá. Dạ, cảm ơn cô nhé, chúc cô sức khỏe. Dạ, bye cô ha. Cháu đăng cái này lên cho cô gửi lời những cái bài như thế nhá. Dạ, ok.